Đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào quý khách nhá. Vâng, hiện tại là 10 giờ ngày 28 tháng 5 của năm 2020. Vâng, tôi đang có mặt tại nhà anh Trọng Thoa ở xã Tân Lập, huyện Thanh Sơn. Vâng, để bàn giao cho anh bộ ghế Tần Thủy Hoàng kèm theo chiếc sập thờ. Vâng, chiếc sập thờ là chân 20 và có kích thước là 1m97 chiều dài và rộng 1m07. Và từ đây trên hình quý vị, đây là nhà của anh Trọng Thoa ở xã Tân Lập, huyện Thanh Sơn đây. Và thì giờ chúng tôi đã bàn giao và đã lắp đặt tại phòng khách cho anh. Và bộ ghế là chất liệu gỗ đỏ quý vị nhé. Mẫu ghế Tần Thủy Hoàng và gồm 6 món. Và trên hình ảnh quý vị đây là tôi đang quay 2 chiếc ghế đơn. Và mẫu Tần Thủy Hoàng mẫu mới nhất của hiện tại bây giờ đây. Và chỉ giới thiệu quý vị là mẫu bộ bàn ghế này có kích thước như sau. Vâng, đầu tiên là tôi giới thiệu chiếc đoạn dài 2m4. Vâng, còn chiếc bàn là 70 x 1m4. Vâng, mặt ván liền tấm. Hoàn toàn là mặt ghế liền tấm hết. Vâng, quý vị tôi quay sơ qua cho quý vị cùng chiêm ngưỡng và tham khảo bộ ghế này. Vâng, hai chiếc ghế đơn là có kích thước là 97 quý vị, chiều sâu 65, chiều rộng 97, tay 12. Vâng, thì tôi quay toàn cảnh bộ sản phẩm cho quý vị cùng tham khảo như của nhà bà anh Trọng Khoa đây. Chiếc sập thờ, cái riêng chiếc sập thờ là chất liệu gỗ vụ quý vị, còn chiếc gỗ vụ Lào.